Thanh Nhẫn rất vui được gặp lại quý vị khán giả thân thiết trên kênh Tin Nóng Đất Việt và rất mong được nhận được sự ủng hộ và góp ý của quý vị và các bạn. Và sau đây sẽ là nội dung chi tiết ngày hôm nay. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Phòng chống tham nhũng không chịu bất cứ tác động không trong sáng nào. Thưa quý vị, từ khi thành lập đến nay, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực đã quyết liệt chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng tiêu cực, không chịu bất cứ tác động không trong sáng nào. Ngày 1 tháng 2 năm 2013, Bộ Chính trị ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, gồm 16 thành viên, do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm trưởng ban nhằm chỉ đạo, phối hợp, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống tham nhũng trên phạm vi cả nước. Nhiều đổi mới, nền nếp, bài bản, khoa học, quyết liệt và hiệu quả. Nhìn lại 10 năm qua, Phó Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học nhấn mạnh, dưới sự chỉ đạo sâu sát, cụ thể của Tổng Bí thư, hoạt động của Ban Chỉ đạo có nhiều đổi mới, nền nếp, bài bản, khoa học, quyết liệt và hiệu quả. Ban Chỉ đạo vừa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện thể chế, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, vừa quyết liệt chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực, với nhiều cơ chế, giải pháp, cách làm bài bản, hiệu quả và không chịu tác động không trong sáng của tổ chức, cá nhân nào. Đáng chú ý là trong quá trình đó, Ban Chỉ đạo đã chọn những khâu yếu, việc khó cho công tác phòng chống tham nhũng để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục. Cụ thể như chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục việc cho hưởng án treo không đúng quy định của pháp luật đối với các bị cáo phạm tội tham nhũng, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về giám định tư pháp, định giá tài sản, thu hồi tài sản tham nhũng, tương trợ tư pháp hình sự, chỉ đạo chấn chỉnh, xử lý tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp, tham nhũng vật. Ngoài ra, Ban Chỉ đạo đã thành lập 95 đoàn kiểm tra, giám sát, đôn đốc về công tác phòng chống tham nhũng tại hơn 130 lượt cấp ủy, tổ chức đảng, kiến nghị 433 nhóm vấn đề về hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật. Ban Chỉ đạo cũng kiến nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy, Ban Cán sự Đảng các bộ, ngành theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo xử lý hơn 700 vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế. Bộ Chính trị đã chú trọng tổng kết thực tiễn, kịp thời sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo Trung ương để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn đấu tranh phòng chống tham nhũng. Nhất là ngày 16 tháng 9 năm 2021, Bộ Chính trị đã ban hành quy định số 32, bổ sung, mở rộng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo để chỉ đạo cả công tác phòng chống tham nhũng và công tác phòng chống tiêu cực. Bên cạnh đó, các cơ quan nội chính, kiểm tra của Đảng, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án được củng cố, kiện toàn, phối hợp ngày càng chặt chẽ, kịp thời, thực sự phát huy vai trò nòng cốt trong phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực. Ông Ngô Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Phòng chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ cho biết, theo đánh giá của Tổ chức Minh bạch Quốc tế về tình hình tham nhũng của Việt Nam, năm 2012, khi đang làm thủ tục thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, họ chấm điểm Việt Nam xếp thứ 123 trên 176 quốc gia. Đến năm 2020, Việt Nam đứng thứ 87 trên 180 quốc gia. Chúng ta đã vượt qua 27 bậc. Điều đó cho thấy kết quả rất đặc biệt kể từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, ông Hùng nhấn mạnh. Chỉ số nhận thức tham nhũng CPI năm 2021 do Tổ chức Minh bạch Quốc tế công bố vào đầu năm 2022 tiếp tục cho thấy Việt Nam trên đà thăng hạng về phòng chống tham nhũng với số điểm 39 trên 100, tăng 3 điểm so với năm 2020, xếp thứ 87 trên 180 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây cũng là chỉ số CPI cao nhất của Việt Nam trong giai đoạn từ 2012 đến 2021. Trong 10 năm qua, chỉ số CPI của Việt Nam được cải thiện từ mức thấp nhất là 30 điểm trong năm 2012 lên 39 điểm trong năm 2021. Điều đó càng khẳng định chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo trực thuộc Bộ Chính trị do Tổng Bí thư làm trưởng ban là hoàn toàn đúng đắn, kịp thời, phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Không để cái sảy nảy cái ung. Gần đây, thực hiện kết luận của Hội nghị Trung ương năm khóa 13, Ban Bí thư đã ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh. Đến ngày 27 tháng 6, đã có 34 tỉnh, thành phố quyết định thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh. Chia sẻ với báo chí, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải cho rằng, chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh là rất hợp lòng dân. Ngày 16 tháng 6, Tỉnh ủy Thái Nguyên đã ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Thái Nguyên. Ban Chỉ đạo gồm 15 thành viên do Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng ban. Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Thái Nguyên sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, bám sát quy định của Trung ương và quy chế làm việc để hoạt động, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, đặc biệt trong các lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra vi phạm. Theo bà Hải,
Sự ra đời của Ban chỉ đạo cấp tỉnh sẽ giúp cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực được đồng bộ, chặt chẽ, thống nhất theo hệ thống từ trung ương đến địa phương. Khi có Ban chỉ đạo sẽ giúp địa phương phát hiện nhanh, sớm các sai phạm để xử lý kịp thời, đảm bảo tính cảnh báo, răn đe. Từ đó đẩy lùi tình trạng tham nhũng tiêu cực ngay từ cơ sở, không để cái sảy nảy cái ung. Tránh tình trạng sai phạm nhỏ lâu ngày vì không bị phát hiện, xử lý kịp thời, sẽ tích tụ thành sai phạm lớn và kéo dài qua nhiều năm, gây thiệt hại lớn cho nhà nước và bức xúc cho người dân. Bí thư Thái Nguyên nhấn mạnh, để Ban chỉ đạo hoạt động hiệu quả, bà Hải cho rằng, các thành viên Ban chỉ đạo, đặc biệt là người đứng đầu, phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, khách quan, công bằng, phải thực sự gương mẫu, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Ngoài ra, việc Ban chỉ đạo cấp tỉnh đặt dưới sự chỉ đạo tập trung thống nhất của Ban chỉ đạo Trung ương sẽ thực sự phát huy vai trò là cánh tay nối dài của Trung ương tại địa phương, tạo điều kiện để toàn dân tham gia phòng chống tham nhũng tiêu cực ngay từ khi có những dấu hiệu sai phạm ban đầu. Việc này vừa kiểm soát quyền lực, đảm bảo trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt, vừa khắc phục được tình trạng trên nóng dưới lạnh và không bị chi phối bởi bất cứ thế lực nào trong quá trình xử lý các sai phạm của cán bộ, đảng viên. Bà Nguyễn Thanh Hải nói, nhìn nhận những kết quả nổi bật trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực từ khi có Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực đến nay, Bí thư Thái Nguyên kỳ vọng với sự ra đời của Ban chỉ đạo cấp tỉnh sẽ phát huy được vai trò thanh bảo kiếm của Đảng ở cơ sở để ngăn chặn tham nhũng tiêu cực từ sớm, từ xa. Cán bộ, đảng viên nhìn vào đó để tự răn đe và không dám vi phạm. Nếu thực tế vừa qua, nhiều vụ việc ở một số tỉnh thành bị đưa ra xử lý đều là các sai phạm tích tụ và kéo dài qua nhiều năm. Bà Hải hy vọng sự vào cuộc kịp thời của Ban chỉ đạo cấp tỉnh tới đây sẽ ngăn chặn được tình trạng này. Từ đó có thể ngăn ngừa được những vụ việc tham nhũng tiêu cực không chỉ gây thất thoát tài sản của nhà nước mà còn mất cán bộ như thời gian qua. Xe quá khổ, quá tải, không để nhờn luật. Thưa quý vị, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an đang mở đợt cao điểm xử lý xe quá khổ, quá tải trên các tuyến cao tốc, quốc lộ trên toàn quốc. Theo thống kê của Cục Cảnh sát Giao thông, trong 5 ngày thực hiện ra quân cao điểm, từ 21 đến 25 tháng 6, chỉ tính trên các tuyến cao tốc, lực lượng tuần tra kiểm soát giao thông đã xử lý hàng trăm trường hợp xe chở quá tải trọng, gần 40 trường hợp xe cơi nới thành, thùng xe đã bị lực lượng chức năng xử lý, cắt bỏ phần cơi nới, trả lại hiện trạng ban đầu. Thực tế cho thấy, xe quá khổ, chở hàng hóa quá tải hoạt động khá phổ biến, bất kể ở địa phương nào, tuyến đường nào, ngày hay đêm. Không khó để phát hiện xe quá khổ, quá tải lưu thông trên các tuyến quốc lộ, cao tốc, thậm chí cả trong đô thị. Loại xe này hoạt động công khai, gây cản trở các loại phương tiện khác tham gia giao thông, phóng nhanh, vượt ẩu, bất chấp các quy định pháp luật, gây ô nhiễm môi trường. Xe vận tải quá khổ, quá tải được ví như những hung thần xa lộ, trở thành nỗi ám ảnh đối với người tham gia giao thông. Việc xe chở quá tải, quá khổ di chuyển với mật độ dày đặc khiến nhiều tuyến quốc lộ dù mới được đưa vào sử dụng nhưng mặt đường đã bị cày xới, gây sụt lún nghiêm trọng. Thiệt hại do xe quá khổ, quá tải gây ra là rất lớn. Tuy nhiên, việc xử lý xe vi phạm chiếm tỷ lệ rất thấp so với thực tế và việc giải quyết triệt để vấn nạn này không hề đơn giản. Theo các cơ quan chức năng, muốn xử lý dứt điểm tình trạng chở quá tải tham gia giao thông cùng với việc kiểm soát chặt chẽ phương tiện, phải có chế tài đủ mạnh đối với hành vi tự ý cơi nới thành thùng xe. Với lực lượng, phương tiện và hạ tầng kỹ thuật như hiện nay, để ngăn chặn các vi phạm xe chở hàng quá khổ, quá tải là vấn đề hết sức nan giải. Không những thế, các đối tượng vi phạm luôn tìm mọi thủ đoạn để đối phó, bất hợp tác, gây khó khăn cho các lực lượng chức năng. Nhiều lái xe vi phạm thường phản ứng theo kiểu bất hợp tác, đóng cửa xe bỏ đi, thậm chí gọi cả đối tượng xã hội đen, đe dọa, hành hung lực lượng làm nhiệm vụ. Hay trên nhiều tuyến đường trọng điểm, khi lực lượng chức năng kiểm tra ban ngày thì xe quá khổ, quá tải chuyển sang chạy đêm, hoặc ngược lại. Một số chủ xe thuê cả đội ngũ cò canh chừng lực lượng chức năng, khi phát hiện thấy lực lượng làm nhiệm vụ thì báo cho lái xe tìm cách đối phó. Bên cạnh đó, việc phối hợp giữa cơ quan chức năng với các địa phương trong kiểm tra, xử lý còn thiếu chặt chẽ, chưa thường xuyên, đồng bộ. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến dư luận cho rằng cơ quan chức năng còn nương tay, thậm chí có biểu hiện tiêu cực trong phát hiện, ngăn chặn, xử lý phương tiện vi phạm. Để ngăn chặn triệt để xe quá khổ, quá tải, cần phải nhận thức đây là nhiệm vụ không thể chậm trễ, đòi hỏi sự vào cuộc có trách nhiệm của toàn xã hội. Nếu không có biện pháp kiên quyết, giải pháp mang tính đột phá, thì xe quá khổ, quá tải vẫn là nỗi kinh hoàng, nhức nhối. Trước hết, cần đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến luật giao thông đường bộ, nhất là tuyên truyền việc thực hiện các quy định về vận chuyển hàng hóa đúng tải trọng cho phép, tổ chức ký cam kết với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, đơn vị thuê chở hàng, các doanh nghiệp kinh doanh vận tải và đội ngũ lái xe. Cùng với đó, cần trang bị thiết bị chuyên dụng như cần cầu, xe nâng,
bố trí các trạm cân, quỹ đất làm bãi hạ tải, điểm trông giữ hàng hóa vi phạm thuận lợi cho thực thi nhiệm vụ, hạn chế cấp phép tiến tới dừng nhập khẩu xe có trọng tải lớn, không phù hợp với điều kiện thực tế hạ tầng giao thông của Việt Nam. Tiếp tục hoàn thiện các chế tài xử phạt theo hướng nâng mức xử phạt đối với hành vi vi phạm. Ở góc độ các địa phương, chủ động phối hợp triển khai công tác kiểm soát tải trọng xe trên địa bàn thông qua trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động và các thiết bị cân tải trọng xe đã được nhà nước đầu tư lắp đặt tại các tuyến cao tốc, quốc lộ trọng điểm. Tăng cường lực lượng chức năng thực hiện kiểm tra, đặc biệt là việc kiểm soát tải trọng xe ngay tại các đầu nguồn hàng như tại các cảng, bến bãi, nhà ga, cơ sở sản xuất vật liệu, điểm tập kết hàng hóa lên xe. Có ý kiến đề xuất không thực hiện đăng kiểm đối với phương tiện vi phạm trong khoảng thời gian nhất định, tương tự như tạm giữ giấy phép lái xe là biện pháp khả thi và hiệu quả. Với trường hợp xe quá khổ bị phát hiện, thanh tra giao thông, cảnh sát giao thông có thể đưa thông tin lên hệ thống dữ liệu quản lý của Cục Đăng Kiểm, Bộ Giao thông Vận tải, giúp các trung tâm kiểm định nắm cụ thể phương tiện vi phạm khi làm nhiệm vụ đăng kiểm. Bởi vậy, biện pháp cấm đăng kiểm có thời hạn đối với xe bị xử phạt lỗi quá khổ, quá tải cần được xem xét nghiêm túc, dựa trên các quy định của Luật Giao thông Đường bộ. Bộ Y tế khẩn trương tổ chức đấu thầu tập trung thuốc ở Trung ương. Thưa quý vị, Thường trực Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương tổ chức thực hiện đấu thầu tập trung thuốc ở Trung ương, chỉ đạo các tỉnh, các cơ sở y tế khẩn trương tổ chức đấu thầu thuốc theo đúng quy định, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, nâng cao năng lực dự báo nhu cầu về thuốc, thiết bị và vật tư y tế để chủ động lên kế hoạch đầu tư, mua sắm. Ngày hôm qua, Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo số 192, kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế tại cơ sở khám chữa bệnh và tình hình nghỉ việc, thôi việc của cán bộ y tế khu vực công lập. Thông báo nêu rõ, dưới sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, công tác điều hành quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của nhân dân, bạn bè quốc tế, đặc biệt là sự nỗ lực của ngành y tế và các lực lượng tuyến đầu, đến nay, dịch COVID-19 đã được kiểm soát. Tuy nhiên, trên phạm vi toàn cầu, dịch vẫn đang diễn biến phức tạp, khó lường, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát trở lại, đòi hỏi chúng ta tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác. Ở trong nước, dịch bệnh sốt xuất huyết, chân tay miệng đang ở kỳ cao điểm. Những căn bệnh nan y như tim mạch, huyết áp, ung thư, tiểu đường vẫn luôn đe dọa sức khỏe và tính mạng của nhân dân. Trong khi đó, tình trạng thiếu thuốc, thiết bị, vật tư y tế đang xuất hiện tại nhiều cơ sở khám chữa bệnh, nhiều cán bộ y tế trong khu vực công lập nghỉ việc. Đây là những vấn đề lớn ảnh hưởng trực tiếp đến công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, cần được các ngành, các cấp và địa phương quan tâm, khẩn trương vào cuộc, kịp thời xử lý, khắc phục. Thường trực Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan ra soát tổng thể các quy định hiện hành liên quan đến hoạt động mua sắm thuốc, thiết bị, vật tư, sinh phẩm y tế, chủ trương xã hội hóa, hợp tác công tư trong lĩnh vực y tế, chủ động ban hành các quy định, hướng dẫn theo thẩm quyền để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, dự thảo nghị quyết, trình Chính phủ, xem xét ban hành đối với những giải pháp vượt thẩm quyền. Khẩn trương tổ chức thực hiện đấu thầu tập trung thuốc ở Trung ương, chỉ đạo các tỉnh, các cơ sở y tế khẩn trương tổ chức đấu thầu thuốc theo đúng quy định, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, nâng cao năng lực dự báo nhu cầu về thuốc, thiết bị và vật tư y tế để chủ động lên kế hoạch đầu tư, mua sắm, tăng cường công tác quản lý nhà nước về dược, kiên quyết cắt giảm thủ tục hành chính không cần thiết liên quan đến việc cấp phép nhập khẩu, lưu hành thuốc, ra soát, hoàn thiện, ban hành mới quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, tiêu chí đối với thiết bị y tế. Trên cơ sở đó, đẩy mạnh phân cấp hoạt động cấp phép đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát, nâng cao năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong mua sắm của tuyến dưới theo quy định. Hoàn thiện danh mục các dự án thuộc chương trình phục hồi, phát triển kinh tế xã hội trong lĩnh vực y tế, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 11 tháng 7 năm 2022. Ra soát cập nhật số cán bộ ngành y tế khu vực công nghỉ việc trong thời gian gần đây. Trên cơ sở đó đánh giá đúng tình hình, làm rõ nguyên nhân để kịp thời có giải pháp phù hợp, chủ động phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông để làm tốt công tác thông tin, truyền thông về việc này. Yêu cầu sửa đổi chế độ phụ cấp với công chức viên chức cơ sở y tế công lập. Thưa quý vị, Thường trực Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương hoàn tất thủ tục, trình Chính phủ việc sửa đổi, bổ sung nghị định quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức, công tác tại các cơ sở y tế công lập. Đây là một trong những nội dung quan trọng trong thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế tại cơ sở khám chữa bệnh và tình hình nghỉ việc, thôi việc của cán bộ y tế khu vực công lập. Theo đó, Thường trực Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương hoàn tất thủ tục,
trình Chính phủ việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 56 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập, bảo đảm phù hợp với Nghị quyết số 27 của Trung ương về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp. Chủ trì phối hợp với Bộ Nội vụ để hướng dẫn việc tổ chức các trạm y tế theo quy mô dân số, theo đúng kết luận số 25 của Bộ Chính trị. Chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng phương án thực hiện chủ trương tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế, kể cả giá dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, phù hợp với mức đóng bảo hiểm y tế và khả năng cân đối quỹ bảo hiểm y tế. Thường trực Chính phủ giao các bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Khoa học và Công nghệ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp với Bộ Y tế để sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản theo thẩm quyền để quy định, hướng dẫn hoạt động đấu thầu mua sắm thuốc, thiết bị, vật tư, sinh phẩm y tế, bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh trực tiếp chỉ đạo các đơn vị chức năng thực hiện đấu thầu thuốc tập trung theo quy định. Các cơ sở y tế của địa phương thực hiện việc đấu thầu mua thuốc, vật tư y tế theo thẩm quyền, không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc, sinh phẩm, vật tư y tế. Các bộ, ngành liên quan, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh khẩn trương thực hiện hiệu quả cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực y tế theo đúng quy định tại các nghị định số 60, số 120, số 106 của Chính phủ. Thường trực Chính phủ cũng yêu cầu chú trọng, chủ động làm tốt công tác biểu dương, khen thưởng đối với tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc, những tấm gương người tốt, việc tốt trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân và phòng chống dịch bệnh. Quan tâm đầu tư, cải thiện điều kiện làm việc cho các cơ sở y tế, nâng cao năng lực cho y tế cơ sở nhằm cung cấp các dịch vụ y tế cơ sở có chất lượng, góp phần đảm bảo sự công bằng, hiệu quả trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các đơn vị sự nghiệp thuộc phạm vi quản lý, đề cao trách nhiệm cá nhân đối với thủ trưởng đơn vị nếu để xảy ra tình trạng thiếu thuốc, sinh phẩm, vật tư y tế.